và hai người có thể rung răng rung rẻ dắt tay nhau đi trên đường làng đường phố mà kiêu hãnh nói là chúng tôi yêu nhau sắp cưới, mình cũng không thấy xấu hổ thì mới nên làm. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Em thì vợ chồng em đã được ly hôn 3 năm nay rồi. Vâng. Thì em có quen một bạn gái ngoài tỉnh, cách nhà khoảng 15 cây. Vâng. Và thế thì bạn đấy thì có gia đình, có chồng, có con. Và chúng em thì đầu tiên cũng chỉ là bạn bè với nhau thôi. Xong thì quá giới hạn với nhau đã được 2 năm nay rồi. Thì bây giờ thì là liệu em còn tiếp tục đến với người ấy rồi không, hay bởi vì là cô gái đấy thì cũng chưa ly hôn chồng mà cũng không ly thân. Câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Vâng ạ. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh ạ. Em năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 42 tuổi mà bạn em cũng 42 tuổi ạ. À rồi, thế các cháu nhà em thì thế nào? Lớn chưa? Đang ở đâu? Các cháu nhà em thì cũng lớn rồi, đứa lớn học lớp 8, đứa bé học lớp 6. Bà vợ cũ thì bà ấy đi lấy chồng chưa? À, chưa ạ. Thế à, có đi lại với nhau không? Không ạ, chúng em là gần 3 năm nay rồi. Không có gặp gỡ gì nữa. Các cháu thì nó ở với mình tất hay là ở với mẹ nó? Các cháu thì ở với em tất ạ. À, ở với tất, thế còn mẹ nó thì ở đâu? Ở mình nhé hả? Vâng ạ. Ồ, thế tội quá. À, thôi, mỗi người một hoàn cảnh. Anh cũng chả muốn hỏi là làm sao 41 tuổi hai cháu lớn như thế rồi mẹ chia tay nhau, rồi bây giờ vợ lại không nuôi con mà mình nuôi tất. Cái đấy chắc có cái lý do riêng. Về cái tổng thể chung thế này này, mình không còn trẻ, mình cũng không già để mà ở vậy nuôi con, mình là đàn ông. Chắc chắn cái việc đi kiếm một người vợ nữa, đi lấy một người vợ nữa để mà xây dựng một cái gia đình mới, trước là để chăm sóc con cái cho nó trưởng thành, hai nữa là mình cũng vui vẻ với cuộc sống của mình ấy, thì mình phải xác định là việc đầu tiên ấy là nó không được quá khó khăn. Đối tượng ở đây phải là đối tượng tự do độc lập, tức là nó không có cái gì phải vi phạm pháp luật. Chẳng hạn như cô kể 30, 32, 34 cũng được, cô chưa xây dựng gia đình bao giờ. Hoặc là cô cũng đã đổ vỡ một lần trong cuộc sống hôn nhân, nhưng hiện nay cô hoàn toàn tự do độc lập. Và hai người có thể rung răng rung rẻ dắt tay nhau đi trên đường làng đường phố mà kiêu hãnh nói là chúng tôi yêu nhau sắp cưới, mình cũng không thấy xấu hổ thì mới nên làm. Còn cái đoạn là tìm một cái cô cũng 41 tuổi, 42 tuổi lại đang có chồng có con thì nó bấp bênh lắm. Người ta có nhiều lý do để mà có chồng rồi, người ta vẫn có thể có một người bạn trai ở bên ngoài. Chẳng lẽ bây giờ mình lại xui rằng anh rất là yêu em, em về em bỏ chồng em đi để đến với anh à? Thế biết đâu cô lại bảo anh dở hơi à? Em thật ra thì em chỉ quý anh, với lại chồng em nó yếu, thỉnh thoảng gặp anh được một tí thì em thấy nó vui vui. Chứ còn em không có dự định bỏ chồng để mà lấy anh. Thế thì mình đây là đối tượng mà em không đầu tư quá lớn về mặt tâm sức, và đừng có kỳ vọng quá nhiều khi người ta đang có gia đình. Không cẩn thận là mình lại là đối tượng mà nếu như cô ấy là người không vững vàng ấy, mình trở thành người thứ ba gián tiếp để phá vỡ cái cuộc sống gia đình người ta. Đúng không? Thế thì thôi, đã quen thân bén hơi bén mùi nhau rồi thì cái chuyện dừng hay không dừng ở đấy là tùy ở các em. Anh có bảo là thôi đi thì chắc cũng khó. Thế nhưng mà chỉ nhắc là đây không phải là đối tượng để em ngồi em đợi xem cho cô ấy. Cô có chán chồng, cô bỏ chồng rồi mình cưới cô, thế đợi đến 60 à? Cuộc sống con người nó rất là ngắn ngủi. Mình phải biết là mình đang đứng ở đâu, tuổi 40 mấy rồi. Mở rộng các mối quan hệ đi, kể cả mình nhờ ông cô bà cậu họ hàng làng xóm họ Mạc đôi bên rằng là tìm giới thiệu cho một cô nào đấy hiện nay là cô chưa có chồng hoặc là ly hôn nhưng mà đang độc thân, kể cả là có một đứa con riêng nuôi nhưng mà cô là người khát khao có cuộc sống gia đình. Cô cũng chỉ muốn lấy chồng, và sau một lần đổ vỡ rồi cô cũng thấy rằng là thôi bây giờ chỉ cần một ai hết sức yêu thương rồi vợ chồng bảo nhau làm ăn để mà có cuộc sống ổn định, thế là tốt. Thì đấy là chung ý hướng với mình nha. Cho nên là tận dụng các mối quan hệ thân quen để có được một người bạn đàng hoàng. Người đàng hoàng không phải là tốt hay xấu gì, đàng hoàng ở đây đó là này, việc đầu tiên là không có liên quan pháp luật đã. Thế và hai người tìm hiểu nhau đàng hoàng đi. Được mà thấy rung răng rung rẻ dắt tay nhau trên đường phố đem về các con nó bảo cô này được,
Thế và cô ấy thấy có vẻ đến nhà mình mà cũng thấy tử tế với hai cháu, chớ đến với cái cô nào mà xui rằng anh ơi anh giả con anh cho mẹ nó nuôi đi, chứ sao anh lại phải nuôi hai đứa, chưa chi đã tính khôn tính dại rồi chỉ thích mình thôi chứ không thích con mình, thì cũng cần phải cân nhắc nhá. Mình bây giờ bên cạnh cái việc là mình lấy vợ cho mình thì còn lấy cho một người mẹ kế cho con mình nữa. Cái người ấy phải thương yêu con mình chứ, đang ba bố con sống yên ổn, thêm một người phụ nữ mà sống ích kỷ về tan nát cái gia đình lanh tanh bành lên ấy thì cũng không nên nhá. Thế còn cái đối tượng này chớ đầu tư nhiều làm cái gì, không có ngồi đấy chờ làm gì, thời gian mỗi một ngày nó một trôi qua, tuổi xuân chẳng còn đâu, mình đã bước sang tuổi trung niên rồi, rất cần một cái gì đấy nó vững chắc, không bước thì thôi đã bước là phải đàng hoàng nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúc cho bạn sẽ tìm được một người con gái tâm đầu ý hợp và sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Vâng, em chào chị nhé. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi của mình như thế nào được không ạ? Thời gian qua anh đi làm một năm nay ở dưới Hà Nội ấy. Thế thì cứ một tháng, mới hơn một tháng anh mới về nhà ấy. Thì thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh là khác lắm. Thứ hai nữa là cứ cực anh đi làm ấy. Thứ ba nữa là cái tình cảm vợ chồng ấy nó chỉ được 5-10 phút thôi. Có khi anh dùng thuốc gấp kép 1 giờ ấy. Thì nó chỉ được 10 phút thôi. Mà hôm anh gọi vô tình ngồi trên giường ấy, cô ấy gọi cho người kia thì bảo là có trả tiền cho em thì không gì báo. Thế anh bảo là thế thằng này là thằng nào, cần anh đòi hộ không, nó mà không phận sự gì đến mày, tao có thì cho, không nó cũng được. Với nọ kia thì bây giờ anh bảo là thứ hai nữa, nọ anh gọi thì có người khác nghe đàn ông ấy. Thì mà cô ấy mở không 4 phút liền không gì nghe anh, mà trong cái đó chỉ có cô ấy với người ta đó. Người ta nói là thằng này là thằng nào ấy, thì ý anh hỏi là bây giờ cái tình cảm một cái hai cái đấy thì xem là cô ấy có người khác chưa, hay là vấn đề gì để anh trả đau một lần còn hơn anh cũng đau cả đời, khổ lắm em. Vâng, những vấn đề trục trặc về tình cảm của thính giả gọi điện đến từ Vĩnh Phúc thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời anh ạ. Rồi, rồi chào em. Em chào anh Đinh Đoàn nhá. Còn đang làm Hà Nội hay đang ở Vĩnh Phúc hả? Em đang làm Hà Nội anh. À thế à. Cứ một tháng mới về một lần à? Vâng, một tháng em về một lần. Các cháu lớn chưa đi học lớp mấy rồi? Bé nhất là lớp mấy rồi? Bé em học lớp 3 anh. Rồi em, học 11. Anh thấy, anh nghe thấy câu chuyện của em là tất cả em đó cứ thấy vợ chồng nó tình cảm nó khác với nhạt đi. Anh rất muốn biết cái khác cái nhạt ấy. Thế còn nếu không nó sẽ là cái chủ quan của mình. Thế nhưng mà có một cái điều lạ là vợ chồng bình thường nói với nhau cứ mày với tao thế à? Cái chuyện đấy không liên quan mày, tao thích cho ai tao cho rồi vân vân thế à? Vâng, cái này nói chung là tình cảm cứ mày tao tao, điện thoại thì cứ hay cáu quá rồi hay chửi lắm anh, mới làm thế nào. Nói chuyện với người ta em có thể nói chuyện được 2-4 tiếng cũng được, nhưng mà nói chuyện với vợ chỉ được 1 phút là em chán ngắt luôn. Thế cho nên là cô cũng thế thôi, nói với chồng cũng chán, nói với người khác cả ngày cũng không chán là như vậy. Vâng, bây giờ thì em định xong qua Tết thì em giải quyết, thì bây giờ nói chung là để cho nó đỡ khổ cho em ấy. Có đúng là đỡ khổ không? Nhưng mà con cái khó lắm. Có đúng là đỡ khổ, bởi vì này này, nếu như bây giờ em biết chắc cô có bồ, cô là người vô trách nhiệm, mình đưa đồng tiền nào chẳng nữa trả chăm cho con để đi nuôi trai, thậm chí là còn đưa cả trai về nhà, thằng cu nhà mình nó lại nhìn thấy. Thế rồi là họ hàng đã họp, đã rút kinh nghiệm, mà cô thề, cô hứa nhưng cô vẫn không thay đổi chẳng hạn, thì cũng đã đành. Còn ở đây tất cả nó rất còn là mù mờ, cứ rằng là hình như khác, với để quan hệ được một tí, thật ra một tí đã được rồi. Cho nên là thế này, nếu có cần ấy, phải có thêm bằng chứng thì để mình có quyết định nó chắc chắn. Còn nếu không thì phải cải thiện cái cuộc sống gia đình. Thật ra thì để mà mình đi đến một cái quyết định chính thức là vợ chồng chia tay hay không thì phải căn cứ về tình trạng cụ thể. Vợ chồng hiện nay xa cách nhau, đôi khi mình không ở nhà để mà chăm sóc chia sẻ cùng với vợ, lâu lâu tháng về đưa được vài triệu bạc thì cũng không phải là cái quyết định chính. Thế còn thì tất cả những thứ mà bảo rằng là có vẻ như cô thay đổi, có vẻ như không giống như xưa, nó đều có thiếu căn cứ, nó mang tính chất chủ quan. Đừng có nóng vội làm gì cả. Hai nữa hãy nhớ rằng là cô ở nhà cũng là người vất vả, mình đi cũng vất vả rồi, nhưng mà
ở nhà ta cũng chịu rất là nhiều áp lực, một nách hai đứa con, chồng thì đi làm chả biết là làm ăn gì, tháng về được một hai ngày rồi lại được một ký tiền, thì đáng lẽ mình cũng phải có những cái dành cái thời gian hai ngày ấy ở nhà ấy, chia sẻ với vợ con, đưa vợ đi chợ đi búa mua con ngan con gà về nấu ăn xì xụp với nhau, chứ về được hai ngày để đi nhậu với bạn bốn buổi thì rồi còn thời gian dành đâu bên vợ, đúng không? Thế rồi cũng phải động viên là thật rộng vì cuộc sống anh đi này, chứ nhiều lúc buổi tối nhớ mẹ con kinh khủng, chỉ muốn lao về. Thế rồi là cũng phải động viên cô là anh đi này thì đúng là chỉ kiếm được vài triệu bạc thật, nhưng mà còn bao nhiêu gánh nặng thì dồn lại em hết thôi, cứ cố gắng, chứ ai chả mong muốn là vợ chồng thế nọ thế kia. Trong gợi ý gạ gẫm xem là cô có đi xuống Hà Nội làm cùng mình không, hai vợ chồng cùng làm, xin rằng ví dụ mình làm bên công trường xây dựng, xin cho cô bên nấu ăn cho đám thợ, thế là chồng 10 triệu vợ 7 triệu rồi cứ thứ bảy chủ nhật rất díu nhau về với con lớp 11 rồi, có ông bà nội, ví dụ như thế. Hoàn cảnh nên cũng này xây mới khó, chứ còn thì phá đi thì chỉ một tờ đơn, xong là hai người cũng tự ái điên lên cái ký xoẹt thì độ nửa tháng sau là xong. Nhưng mà để mà có được một cái gia đình như ngày hôm nay với hai đứa con như thế là cả một quãng thời gian ra rồi, cố gắng hết sức để vun vén nó, xây lại để cho nó ấm áp hơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn thính giả từ Vĩnh Phúc đã gọi điện đến chương trình. Bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Ninh Bình. Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em bị giãn huyệt đầu ạ. Thì bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là em muốn đi đến bệnh viện hay là đến chỗ phòng khám tốt nhất ạ? Vâng. Thứ hai nữa là em có quen một cô bạn gái. Thì là em với cô ta là sống gọi là ở sống trước kiểu vợ chồng ấy ạ. Vâng. Thì chúng em có xảy ra gọi là bị mang thai ngoài ý muốn ạ. Thì cô ấy mang thai một tháng thì cô ấy bị thai chết lưu ạ. Xong là sau thời gian đó bị xong là cô đó phải bỏ thai. Vâng, vì là sau thời gian đấy thì cô ta tỏ ra cái thái độ là không quan tâm em như trước nữa. Em gọi điện hay nhắn tin thì cô ta mới trả lời ạ. Còn vâng. Không thì bình thường thì cô ta không nhắn tin, không gọi điện gì ạ. Vâng. Thì em muốn nhờ chuyên gia vâng, nhìn với em. Vâng, hiện nay thì bạn có hai vấn đề muốn chúng tôi tư vấn. Thứ nhất là về vấn đề sức khỏe sinh sản, tức là bạn bị dài bao quy đầu. Và vấn đề thứ hai là trục trặc tình cảm với cô bạn gái. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn về cái vấn đề sức khỏe sinh sản trước bạn nhé. Vâng, xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Dạ vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em năm nay 26 ạ. Ừ, thế và đã có bạn gái rồi là sống thử rồi bạn gái lại có bầu đúng không? Vâng, chứng tỏ là cái dài bao quy đầu đấy nó cũng không quá là ảnh hưởng tới cái quan hệ tình dục đúng không? Vâng. Mình vẫn thực hiện được cái việc đó. Tuy nhiên thì đúng là bao quy đầu mà nó hẹp quá hay là nó dài quá thì đều là không bình thường. Thế và nếu bao quy đầu mà dài quá thì nó cũng phiền toái rồi, nó kể cả khâu chăm sóc, khâu giữ vệ sinh cho đến cái chất lượng quan hệ tình dục vân vân. Cái này á thì tốt nhất là theo chị thì em nên đến khoa ngoại của bệnh viện tuyến huyện trở lên nhá. Vào khoa ngoại nếu các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho em và người ta sẽ quyết định là sẽ cắt cái chỗ phần thừa đấy. Tuy nhiên thì phải vào bệnh viện, là bởi vì cái việc là quyết định cắt nhưng mà là cắt bao nhiêu, thế rồi cái chăm sóc cho mình như thế nào để cho nó không bị nhiễm trùng, tóm lại là làm thế nào để sau khi mình cái việc đấy của mình ổn rồi nó không ảnh hưởng gì tới hoạt động của cơ quan sinh dục cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của mình, thì đấy mới là mình phải quan tâm đúng không? Thế một cái nữa chị cũng muốn lưu ý em thêm là mình cứ vào các cái bệnh viện công lập ấy thì nó cái giá cả dịch vụ cũng như là các cái dịch vụ y tế của nó đều có bảng giá hết và cháu là yên tâm. Ở Ninh Bình ạ. Thì vào bệnh viện tỉnh ạ. Đúng rồi, nếu em ở gần bệnh viện tỉnh em vào bệnh viện tỉnh là tốt nhất. Nhá. Vâng, chưa không nên ra phòng khám ạ. Ừ, ra phòng khám thì thực ra thì có những phòng khám nó cũng rất là tốt là nhưng phòng, mà phòng khám là chuyên khoa nam học ạ. Tại vì như thế này, tôi sợ là ở phòng khám thì họ chỉ khám cho em được thôi, còn khi thực hiện các cái thủ thuật ấy, nhất là những cái mà liên quan đến ngoại khoa thì họ lại phải giới thiệu em vào viện. Chứ còn các phòng khám thì phần lớn là họ chỉ làm những cái điều trị nội khoa thôi. Mấy cái thứ hai nữa là cái dịch vụ, cái những cái điều kiện đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo vô trùng các thứ thì nó khó kiểm soát hơn là ở trong bệnh viện công lập. Và quyết định sử dụng cái dịch vụ ở đâu là do bạn thôi, nhưng mà cũng xin được chia sẻ
thêm với bạn một số thông tin như vậy nhé. Cái vấn đề thứ hai mà cũng nóng không kém cái vấn đề về dài bao quy đầu chính là việc tình cảm với bạn gái. Anh Đinh Đoàn có trong phòng thu và anh đã nghe câu chuyện của bạn từ nãy rồi, anh sẽ chia sẻ thêm với bạn nhé. Rồi chào em. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Bây giờ em mong muốn điều gì nhất? Ý là em mong muốn là em có nên tiếp tục nữa không hay là dừng lại? Em thì thực sự là em nghiêng về hướng nào? Thì thời gian đó thì em lại không ở bên, em lại ở trong Sài Gòn. Và cô thì có người khác? Cô thì lại ở Ninh Bình. Ừ. Vâng, thì thời gian đó thì em cũng hay gọi điện, hay quan tâm cô mỗi ngày. Mà sau thời gian đó thì cô, thứ nhất là cô cũng bị áp lực của gia đình nữa ạ. Vâng, cho nên là cô ta bây giờ đến hiện tại như bây giờ là hơi mà em nhắn tin hay gọi điện thì cô ta nghe, mà bình thường mà để cô ta nhắn tin gọi điện cho em thì cô ta không bao giờ. Ý là từ khi mà xảy ra như thế ạ. Thứ nhất là yêu nhau ở trong xa cách, không có điều kiện để vun đắp cái tình cảm thường xuyên, nó cũng dễ làm cho người ta trịch choạc. Cộng với việc mình lại có một cái sự cố là có con ngoài ý muốn rồi lại không thành công chứ. Thế nếu mà thằng bé ngon lành xong rồi thì nó lại khác. Xong rồi bây giờ đã lại có một cái dạn nứt, cái đổ vỡ rồi. Anh nghĩ rằng chắc là bây giờ đôi bên còn duy trì những cái nhắn tin gọi điện ấy, thật ra nó chỉ như một thói quen. Rồi cho đến lúc nào cái thứ đó nó cứ nhạt dần đến lúc cũng chẳng còn mong đợi cái nhắn tin nữa. Có khi nhắn tin anh hỏi thăm là ăn chưa thì ăn rồi, ngoài lạnh thì cô ta còn không còn có tình cảm như trước nữa. Thế mà cô ta lại đòi chia tay em mấy lần rồi thì em cũng gọi là mình cũng níu kéo ấy ạ. Không có ý là cô, em nghĩ là như kiểu là cô ta gọi là mình không có trách nhiệm ấy ạ. Thật ra này này, vâng, cái hoàn cảnh của em ấy, sau khi nó lung lay mà nó bắt đầu nhạt đi, nó chỉ có thể mạnh lên được nếu như có những động tác quyết liệt. Ví dụ như em về này, em đến nhà cô ấy, gặp cô ấy, nói rõ rằng là từ trước đến giờ là rất là yêu này, kể cả những lúc mà nó xảy ra những sự việc kia cũng chỉ nghĩ đến thôi thì cùng với nhau để khắc phục hậu quả, rồi chúng ta cũng thành vợ thành chồng này. Thế rồi là bày ra một kế hoạch là em sẽ về để em làm ở gần nhà này, rồi là khẩn trương đưa bố mẹ đến nhà cô ấy để có chuyện này, thưa chuyện và làm cấp tốc. Thì may ra thì còn được. Thế còn nếu chỉ níu kéo là em ơi anh vẫn cứ yêu lắm rồi, nhưng mà rồi cuộc sống nó cũng không, tất cả thứ nó cũng không có những cái gì khởi sắc lên. Thì rằng là cô ấy ít nhiều trong đầu cũng đang phải nghĩ đến cái phương án 2. Công việc của em thì ổn định và em dự định sẽ chốt ở đâu? Em thì dự định là chốt ở Ninh Bình anh ạ. Em chỉ vào trong Sài Gòn một thời gian thôi anh ạ. Tại vì là anh mới mở, em thì đã làm công việc bên đầu bếp ạ. Ông anh họ thì mới mở cái nhà hàng. Cho nó ổn định. Rồi. Vâng, thì là em thì ý của em là muốn lập nghiệp ở Ninh Bình thôi ạ. Sau đấy, em cũng muốn đi xa. Rồi. Cô ta thì là chỉ là gọi là nhân viên bưng bê nhà hàng thôi ạ. Chứ không có nghề nghiệp gì ạ. Rồi. Vâng. Thôi thì thế này nhá. Em còn trẻ. Vâng. Nó là rất trẻ ấy. Bây giờ giá như em là ở nông thôn đấy mà ở nhà đi nông nghiệp ấy, chắc các cụ cũng thúc rồi. Nhưng mà mình còn đang bay nhảy và anh thấy em có cái dự định cho tương lai đấy. Tức là thứ nhất là mình có cái nghề nghiệp nó vững này, xong lại còn nghĩ chuyện là hỗ. Nhiều người chỉ ước là được vào nó làm cho ông anh và nó bền vững, tháng kiếm chục triệu thì lương thế là sống. Nhưng mình không dừng lại ở đó. Mình muốn rằng là làm xong mình có một cái kinh nghiệm nhất định, và đặc biệt có số vốn nhất định sau về. Cứ về Ninh Bình mở nhà hàng dê 7 món hay là gì đó. mình phải cái gì đó của mình, đúng không? Đồng thời mình có niềm say mê. Em tập trung cho cái đó đi. Chuyện xảy ra thật ra lỗi của cả hai, chứ em cũng không cần quá ân hận. Chẳng tại vì phải là mình... em cứ nghĩ là em với cô ta mà đã như thế rồi đây. Không. Bây giờ đừng em nghĩ như thế thôi, nên là em hay lo nghĩ, nên là nhiều tất đêm nhiên, em mất ngủ ấy ạ. Tất nhiên thì mình cũng nghĩ tội, đã tin tưởng nhau, ăn ngủ với nhau, rồi cũng nghĩ đến có con rồi, là chuyện như thế. Thế nhưng mà trong chuyện này thì thật ra thời buổi này thanh niên cũng chẳng ai tránh được.
giá như mình đối xử nó rất tệ bạc trong cái hoàn cảnh ấy, mình đã bỏ rơi cô ấy rồi, mình để cô ấy phải vật vã trong đau khổ và tự đi viện một mình rồi lật thập tử nhất sinh thì mình áy náy. Nhưng những cái việc em làm và cũng đã đồng hành với cô cho đến giờ phút này, anh thấy rằng mình cũng thấy là không đến nỗi tệ lắm, đúng không? Vâng, nói chung là cô ta bị như thế đây thì cô ta cũng ở nhà cũng đi làm đâu. Với lại là em ở trong kia thì thấy cô nói như thế thì em cũng gửi tiền để tiếp cận cho cô đi, cô bỏ đấy ạ. Vâng, vâng, thì em cũng gửi cho cô. Rồi, tất nhiên thì... đấy, thế này. Thời gian đấy thôi, dạ. Nói trao đổi với cô ấy rằng là anh muốn anh ở đây đôi ba năm, anh làm cho anh có tí vốn, anh nâng tay làm việc rồi anh sau đấy anh quay về anh bên, còn chuyện tình cảm thì mình cứ duy trì, và cái gì mà nó không thực sự, nó quá mỏng manh rồi mình chả cần tuyên bố thì rồi đến ngày đến tháng nó cũng đứt ấy mà em. Vâng. Thế nhưng mà mình đừng phân tán cùng một lúc mà lại cứ vừa muốn giữ tình cảm, vừa muốn là về quê lấy vợ, lại vừa muốn học để mà có cái này cái khác thì khó lắm. Vâng. Không này, để... vâng ý của cô là cô bảo chứ là nếu mà anh có đi làm đâu thì anh cứ gọi là cho gia đình lên nhà em đã. Rồi anh đi đâu thì anh đi. Thì lúc đấy thì nói vâng, nhưng mà em bảo bây giờ anh đang bận công việc ấy ạ. Lấy vợ vâng. Xong rồi để đấy xong mình đi làm, thế thì sao lấy làm gì vậy, đúng không? Vâng, thế vâng. Cái nhận chỗ sợ là người ta lấy mất đúng bằng đấy, kiểu như thế ạ. Vâng. Thôi cũng chả cần phải tuyên bố là dứt bỏ, nhưng mà rồi cái tình cảm mà nó không thật sự sâu sắc rồi ngày tháng nó cũng phôi pha, đến ngày chả tuyên bố rồi nó cũng thành đứt. Nhưng mà hãy tập trung cho cái sự nghiệp chính của mình, đó cũng là một cái để mà mình nền tảng là sau này mình có một cái cuộc sống bền vững, chứ yêu ai chăng nữa thì cuối cùng cái lông bông lêu bêu mọi sự nó không ổn rồi cũng chả gìn giữ được tình yêu đâu mà nhé. Vâng, dạ em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Vâng, em xin chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Một cái người thân của mình bị viêm virus gan B, sơ gan ấy, có lây qua cái đường nào ạ? Em hỏi ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, em xin chào bác sĩ ạ. Vâng, bạn hỏi cho ai vậy? Em hỏi cho chính bản thân em ấy, bởi em bây giờ thực ra nói thẳng ra là có một người yêu. Cũng đã quan hệ trong cái vấn đề tình dục rồi, em hỏi là cái ví dụ bây giờ người đấy bị virus gan B hoặc là bị sơ gan đấy, rồi có bị lây qua đường tình dục không? Nếu mà là mình quan hệ tình dục với một người có mắc bệnh viêm gan do virus mà không có biện pháp an toàn bảo vệ và mình chưa có kháng thể để chống lại cái bệnh đấy, tức là mình ví dụ như mình chưa được tiêm phòng chẳng hạn, thì có khả năng mình bị lây bệnh viêm gan B. Lý do là viêm gan B thì nó lây qua ba đường. Thứ nhất là qua đường máu, thứ hai là qua đường quan hệ tình dục và thứ ba là lây từ mẹ sang con. Chứ còn nếu mà sơ gan ấy thì nó cũng do nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà sơ gan thì thường là nó không lây, nhưng mà viêm gan do virus viêm gan B thì là bệnh truyền nhiễm, bệnh lây. Tôi muốn hỏi thêm là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay thì cũng là 49 tuổi ạ. 49 tuổi đúng không? Bạn có quan hệ với người có nguy cơ đấy là từ bao giờ ạ? Cái này thực ra khi mới quen thì cũng không biết đâu, nhưng mà khi gặp nhau khoảng cỡ 8-9 lần rồi thì lúc đấy là cô bé đấy bảo là bị viêm virus gan B. Chắc là người có virus viêm gan B đúng không? Chứ còn thường là tôi nghĩ là cái sơ gan thì chắc là nó chưa phải là chưa thể có được ở cái người như thế đúng không? Nó phải tiến triển trong thời gian dài và bệnh nó mãn tính, nó trở giai đoạn cuối thì nó mới có thể dẫn đến sơ gan. Bây giờ nó có một cách như thế này, mọi chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi đúng không? Và bản thân mình thì mình cũng chẳng biết là có bị lây hay không. Về mặt lý thuyết thì đấy là một trong những đường lây qua quan hệ tình dục thì mình cũng đã có rồi. Thế nhưng mà tất nhiên là nó không phải là tất cả những trường hợp mà quan hệ với những cái người nhiễm virus viêm gan B thì đều bị lây bệnh như vậy. Nó còn tùy thuộc vào từng người. Nếu mà thời gian nó càng lâu thì cái khả năng mà bạn phát hiện được là mình có bị lây cái bệnh đấy không, hay là do bản thân mình từ trước mà mình không biết, rồi chính mình cũng lại quan hệ với cô ấy chẳng hạn, vân vân. Thì cách nó rất là đơn giản, đó là mình đi xét nghiệm máu thì mình có thể phát hiện được. Nhá. Sơ gan là nó chuyển từ viêm gan B sang, có thể.
Tức là xơ gan nó là một bệnh mà có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân là do viêm gan B trong thời gian dài không được điều trị gì, thường giai đoạn cuối, hoặc là viêm mãn tính thì nó sẽ chuyển sang xơ gan. Chứ còn nó do nhiều nguyên nhân khác nữa chứ không phải chỉ do viêm gan B. Và ngược lại, có rất nhiều người nhiễm virus viêm gan B nhưng người ta vẫn sống bình thường. Người ta vẫn lấy chồng, người ta vẫn sinh con và cuộc sống của người ta vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều người ta biết thì người ta sẽ có những cái dự phòng hoặc là những cái chăm sóc sức khỏe để cho cái bệnh nó không tiến triển thôi. Em hỏi bác sĩ là cái trường hợp mà nếu mình nhiễm virus gan B thì nếu mà không đi khám thì cái hiện tượng của nó, cái cơ thể của mình như nào thì mình có thể phát hiện nó là viêm virus gan B bác sĩ? Rất nhiều trường hợp không có một triệu chứng gì, không có một biểu hiện gì. Giai đoạn đầu có thể nó chỉ có một vài những cái triệu chứng như là cảm cúm, như kiểu mình nhiễm virus, thì cái đấy nó không có giá trị chẩn đoán xác định. Mà cái xác định, chẩn đoán xác định nhất chính là cái xét nghiệm máu nhé. Chứ còn đến lúc mà đã có triệu chứng lâm sàng, ví dụ như là đau hạ sườn phải hay là vàng mắt, vàng da, rồi những cái triệu chứng chán ăn, mệt mỏi vân vân, thì thường là ở giai đoạn cấp tính hoặc là bệnh nó cũng đã ở giai đoạn tiến triển rồi, chứ không phải là chỉ ở giai đoạn mà mình mang virus ở trong người nhá. Tốt, bây giờ thì mình có rất điều kiện, mình đi kiểm tra đi để cho nó yên tâm mà nhá. Thế nhá, rồi chào bạn. Em cảm ơn chương trình. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Dạ vâng ạ, em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em muốn hỏi rằng là em có một đứa con trai, năm nay cháu 20 tuổi. Cháu bị phát bị bẹn từ 5 đến 2 tuổi. Đi khám bác sĩ bảo là lên 5 tuổi thì cháu sẽ lớn dần, thì nó có cái sức khỏe nó sẽ không việc gì. Thế thì em đến 5 tuổi thì đúng là cháu nó không việc gì cả. Cho đến bây giờ là cháu 20 tuổi. Hôm vừa rồi thì cháu nó kêu đau ạ. Cháu nó kêu đau thì bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là có cái như thế là cháu nó bị làm sao và có ảnh hưởng gì đến tương lai sau này của cháu không ạ? Vâng, hiện nay thì con trai của chị đã 20 tuổi rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và cái chuyện mà bị từ năm 2 tuổi của con khiến cho chị rất là lo lắng về sức khỏe sinh sản. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị xem là với cái hiện tượng của con mình thì cần đi khám và có cái phương pháp điều trị như thế nào không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Tôi chào bạn. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Con năm nay 20 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Nhớ mà nó có bạn gái rồi nó lại sắp rớt về mà bây giờ thế lo nhỉ? Dạ vâng ạ. Đúng là cái thoát vị bẹn ấy thì con bị từ năm 2 tuổi cho đến lúc con lớn lên một chút thì các cái cơ, khi mà các cái cơ nó phát triển hơn ý, nó ổn định hơn thì nó sẽ làm cái chỗ thoát vị đấy nó sẽ co lại, có một cái lỗ thoát vị để bẹn ở bẹn. Thì quai ruột nó sẽ không xuống được cái chỗ qua cái lỗ thoát vị đấy thì nó sẽ ổn. Tuy nhiên thì có thể là bây giờ thì con lớn hơn rồi, rồi con phải vận động nhiều, con hoạt động nhiều, thế đâm ra là hoặc là cái sức khỏe của con nó có vấn đề gì đấy, nó làm cho cái chỗ thoát vị đấy nó không hoàn toàn kín được. Và nó có thể gây ra cái hiện tượng là tái thoát vị lại. Thế và bây giờ thì chắc chắn là phải đi khám rồi. Bởi vì thứ nhất là nếu đúng là thoát vị thì nó sẽ không co lại được nữa. Cái thứ hai là nếu để như thế thì nó không an toàn cho con. Tức là thỉnh thoảng khi mà người con mệt, con yếu hay là khi mà có vấn đề gì đấy thì cái chỗ thoát vị đấy có thể nó lại gây ra cái hiện tượng cái quai ruột nó xuống đấy và nó sẽ tắc rồi nó hoại tử vân vân. Nói chung là nó không an toàn cho con. Thế thì cái này thực ra nó cũng không phải là nguy hiểm gì và nó cũng không khó khăn gì. Nếu mà giả sử nó là thoát vị thật thì các bác sĩ người ta chỉ khâu cái chỗ thoát vị vào thôi, khâu cái lỗ đấy lại thì nó sẽ kín và ruột nó sẽ không xuống đấy nữa. Đơn giản mà mình nhé. Thế em hỏi bác sĩ một câu là thế cháu nó bị từ cái năm đấy mà bây giờ nó lớn 20 tuổi rồi nó lại bị lại, mà lần này là lần đầu tiên ạ. Thế thì em muốn hỏi bác sĩ là thế cháu như thế thì chỉ việc khâu lại, không phải mổ xẻ gì ạ? Đúng rồi, cái phương pháp mà xử lý của nó rất là đơn giản như vậy, không có phải khó khăn gì. Nhưng quan trọng là con bây giờ nó kêu đau thì cũng không biết là nó đau ở đâu.
Đấy, có phải đau ở tinh hoàn không hay là nó đau ở chỗ nào? Dạ vâng ạ, nó cháu đau ở tinh hoàn ấy mà em hỏi là thế con thử giờ nó chờ nó xem là nó có đều xuống hay là nó lệch như thế nào, thì cháu bảo là một bên bên trên không thở thấy và một bên thì là nó sẽ trễ xuống ạ. Ừ, tốt nhất là nên đi kiểm tra đi, bắt buộc phải kiểm tra. Yeah. Đấy thì em cũng bảo là cháu đi kiểm tra, nhưng bởi vì là bây giờ là cháu đang ở nghĩa vụ quân sự mà cháu đang đi làm kinh tế, chính vì thế em cũng dặn cháu là bây giờ là chuẩn bị đi làm kinh tế về thì con đi lên quân y con khám xem, nếu đúng mà rồi. Trường hợp mà không khám được thì là về phép ấy thì là em cũng muốn cho đi cho cháu nó đi khám. Đúng rồi, con đang đau như thế thì có khả năng là nó thoát vị, nó đang ở giai đoạn tiến triển, tốt nhất là đi lên quân y khám đi. Nhá, để xem nó là cái gì rồi ở đấy xem có xử lý được không. Nếu không xử lý được thì phải xin về phép để xử lý ở nhà, bởi vì là nó là các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Quân đội hay công an hay là bất kỳ một cái gì đi chăng nữa thì vấn đề sức khỏe vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Thế mình có bệnh thì mình phải điều trị, và không điều trị được tại chỗ thì mình phải đi chỗ khác. Có nghĩa là không ảnh hưởng gì đến việc sinh sản à bác sĩ? Nó còn tùy. Đấy, tôi nói ví dụ như là chẳng hạn như nếu mà nó mà xuống đến tận bìu chẳng hạn thì đương nhiên nó sẽ chèn ép vào tinh hoàn, rồi là nó có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản của con chứ. Mà chưa kể là nó nói thế thôi chứ còn cũng không biết có phải là do thoát vị không, hay là nó viêm tinh hoàn, hay là viêm thùng tinh, hay viêm mào tinh, hay là viêm cái gì đấy. Nhưng cứ đau ở cơ quan sinh dục thì rất cần phải được đi khám và điều trị sớm nhá. Thế nói con đi sớm đi nhá. Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, em chào các bác sĩ và chào chương trình ạ. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Vâng, em xin chào quý chị. Em sinh năm 87, em là bị chứng thị mắt. Vâng. Có một người nằm mối cho một cô bạn. Vâng. Nhưng mà trong thời gian chưa đăng ký thì đưa cô ấy về nhà thì ăn ngủ với cô ấy độ khoảng tầm một tuần. Vâng. Thì em phát hiện được ra là cô ấy là gái caviar, gái phò. Vâng. Thì bây giờ là em muốn hỏi là em thì mới quan hệ được một tuần thì đi khám ngay nó có ra bệnh không, hay là để bao giờ mới đi khám được ạ? Thì cho em xin em hỏi câu hỏi đấy. Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Tôi rất là chia sẻ với mình đã khó khăn hơn người khác rồi, đúng không? Vâng. Đã khiếm thị rồi, cuộc sống cũng đã có nhiều điều nó đã vất vả rồi. Vâng. Bây giờ lại gặp cái cô bạn gái nó lại như thế nữa. Vâng. Thế và em, tại sao em biết bạn gái em lại là làm cái nghề vậy? Cái người bạn đấy là làm mối cho em, cái người bạn đấy là rất chi là thân. Nhưng mà ai ngờ đâu, không ngờ họ lại chơi thỏa em như vậy. Thì họ làm mối cho em, họ lại không nói. Thì đến lúc họ lại đi kể chuyện với người khác. À. Thì cái người khác đấy lại là người quen của em, người ta mới kể lại. Ừ. Giờ em biết được thì em mới đang lo sợ là nếu như đi ra ngoài thì người ta, tức là người ta phải phòng tránh bao. Nhưng mà đây em đưa người yêu về nhà thì em cứ tưởng là người yêu là trong sạch. Nên là em quan hệ em không phòng tránh đau thì bây giờ mới phát hiện được ra người yêu như thế. Thì bây giờ em hỏi chị là bây giờ là đi khám luôn thì nó có, đi thử máu luôn thì nó có ra cái bệnh đấy, nó có biết là mình có phải hay không thì đi thử máu luôn thì cũng được không, hay là phải để bao giờ mới đi thử được ạ? Và nếu mà đi thử thì lên khoa nào ạ? Hà Nội ạ? Đúng rồi. Vâng. Với cái thời gian một tuần như thế này mà để muốn phát hiện được HIV thì phải lên bệnh viện nhiệt đới trung ương hoặc là viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trung ương, tức là nằm ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy. Ở đó thì người ta mới có một cái phương pháp xét nghiệm rất là hiện đại, và từ đó người ta phát hiện được rất sớm cái nhiễm HIV. Bởi vì là nếu mình chỉ xét nghiệm ở những cái cơ sở thông thường ấy thì chỉ là xét nghiệm máu, và với thời gian một tuần thì gần như chưa phát hiện được gì. Nhanh thì cũng phải một tháng hoặc là phải ba tháng, thậm chí có những trường hợp 6 tháng mới phát hiện được. Bên cạnh đấy thì còn có các cái xét nghiệm khác nữa, ví dụ còn phải xét nghiệm cả viêm gan B, rồi là một số những cái bệnh như là giang mai, rồi lậu, rồi là vân vân, tức là những cái bệnh mà lây truyền qua đường quan hệ tình dục ấy. Nếu mình quan hệ với cái người đấy mà mình không được bảo vệ thì mình sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm những cái bệnh đấy. Tuy nhiên thì thực ra bây giờ thì
trước mắt thì em vẫn cứ bình phải bình tĩnh, bởi vì là đây là em cũng khá là tỉnh táo. Em rất lo sợ nhưng em rất có trách nhiệm với mình, cho nên là em cũng và em cũng có kiến thức về sức khỏe, cho nên em mới hỏi câu hỏi như thế. Vì vậy là mình phải rất thận trọng, bởi vì câu chuyện là đáng tiếc nó cũng đã xảy ra rồi á. Thì bây giờ cứ trong cái thời gian này thì mình cố gắng đi xét nghiệm này, kiểm tra sức khỏe, và thậm chí là phải chờ đợi tới 3 tháng, 6 tháng mình làm lại tất cả các xét nghiệm đấy. Lúc đó hoàn toàn âm tính thì mới có thể là yên tâm được nhá. Thì thôi, trong lúc này thì cũng không trách móc gì ai. Mình cố gắng áp dụng những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là người thân của mình, để giả sử nếu có thì nó không bị lây bệnh ấy. Lúc này thì em cũng lo sợ, mà được các chị tư vấn như thế thì em cũng xin chân thành cảm ơn với chị nhé. Rồi, tôi cảm ơn bạn nhé. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với bạn. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo. Alo ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, 6 tháng nay ấy chị, em có đi làm kế hoạch, xong rồi em cứ thấy rong kinh, xong rồi em lại đi siêu âm thì em thấy họ bảo là sót một tí nhau á, xong rồi em đi lên lại chỗ cũ em lấy lại, làm lại ra sạch rồi. Xong rồi cô đấy tiêm thuốc cầm máu cho em, rồi từ hồi đến nay luôn em không thấy kinh nữa luôn. Nay đấy, cứ mỗi lần đến tháng kinh em vẫn đau bụng với mỏi lưng. Mà em ra bệnh viện buổi sáng, em ra bệnh viện tỉnh buổi sáng em khám thì như vậy không thấy gì cả, nhưng mà là em vẫn cứ thấy tắc, không ra được kinh mà lại đau bụng dữ dội chị ạ. Cứ đau bụng kinh ạ. Vâng, hiện tượng này là mình rất là lo lắng đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé, xem đó là cái hiện tượng gì ạ. Vâng ạ. Chào mình. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 43 tuổi ạ. 43 hả? Em không biết là đã có cái dấu hiệu của mãn kinh chưa? Tiền mãn kinh chưa? Mẹ có mãn kinh sớm? Em chưa. Không ạ, em chưa. Em vẫn cứ thấy đau bụng kinh gì ạ. Thế vẫn đau bụng kinh bình thường, giống như mọi ngày trước đúng em rồi. Đi kinh bình thường ạ. Mà lại vẫn còn vỡ kế hoạch cơ mà, đúng không? Yeah. Dạ vâng. Chị nghĩ là chắc em khám ở đấy chưa được rồi. Dạ vâng. Mình như kiểu người ta gọi là vô kinh thứ phát ấy. Đấy. Dạ vâng. Và nó có một cái nguyên nhân là trước đó mình có cái đình chỉ thai nghén. Thế và sau đó thì lại có một cái biến chứng là bị sót rau đúng không? Đấy. Dạ vâng. Mặc dù đã xử lý rồi. Tuy nhiên thì chị sợ là không biết là cái việc đình chỉ thai nghén đấy nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ quan sinh dục của mình không. Nó có hai khả năng. Một là cái sót rau đó nó có thể gây viêm nhiễm cái buồng tử cung của em, nó làm cho cái niêm mạc tử cung của em nó không tốt chẳng hạn, thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái kinh nguyệt. Cái thứ hai nữa là cái việc đình chỉ thai nghén như thế nó cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục, ví dụ như là buồng trứng chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng đến nội tiết. Đấy, mà năm nay thì mình lại 43 tuổi rồi nữa. Thế nhiều khả năng là em bị vô kinh thứ phát là sau cái lần mà mình đình chỉ thai nghén đấy. 2-3 tháng nay rồi mà lại không thấy kinh quay trở lại, chắc chắn em phải đi khám rồi. 6 tháng rồi chị ạ. Ừ, thế em đi khám đi nhá. Em khám rồi mà thấy họ không thấy gì cả. Xong rồi họ lại đoán là ở bệnh viện đấy chị. Bác sĩ lại đoán là em bị kiểu dính đấy. Rồi nó không ra được. Đấy. Em bị dính sợ dính cái buồng tử cung ấy, tức là dính cái niêm mạc tử cung. Những cái đấy phải xử lý, chứ không thể để không như thế được nhá. Ý là họ bảo là em mà nong ra, có nên nong không chị? Cái phương pháp người ta điều trị cho em như thế nào thì nó phải quyết định bởi cái bệnh của em. Nếu thực sự mà nó bị dính buồng tử cung, nó dính niêm mạc tử cung như thế, nó không tạo được hành kinh thì là bất thường rồi. Và họ tìm được ra nguyên nhân như thế thì họ có cái phương pháp xử lý cho em thì mình cứ nghe thôi. Em nói ra rồi họ đoán là thôi, lúc khám xong đấy, rồi em thắc mắc đấy, em nói ra thì họ chỉ đoán vậy thôi chị ạ. Nhưng mà mình không thể để như thế được, bởi vì sao? Nó nếu đúng là do dính cái buồng tử cung đấy mà nó như thế, mà nó vẫn có máu, nó thoát ra và nó không thoát ra ngoài được, nó như là hiện tượng bế kinh ấy. Thế nó làm cho mình rất là khó chịu, và mình thực sự là cảm thấy nó không bình thường.
Đấy. Ừ, thế còn nếu như mà nó bị dính như thế, nó không thể tạo được máu hành kinh hàng tháng, thì người ta cũng phải dùng thuốc hay là dùng cái điều kiện gì đấy để làm cho em có cái vòng kinh một vài tháng, sau đó thì nó sẽ ổn định dần cái nội tiết và nó sẽ trở về bình thường nhá. Ừ, tốt nhất là theo chị thì nếu như mà có điều kiện thì em có thể lên bệnh viện tuyến trung ương cũng được, bởi vì trường hợp của mình nó phụ thuộc vào tuổi tác, rồi nó phụ thuộc vào những cái kỹ thuật trước đấy, và nó tức là tìm ra cái nguyên nhân và cái đánh giá mức độ cũng như là xử lý của nó thì nó cũng đòi hỏi phải có phương tiện. Ừ, thế nhá, chị chào em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tiên gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Tôi hỏi vậy là tôi là cũng như là thì sống là năm 95 bây giờ. Dạ. Nhưng mà mấy năm đầu thì còn không muốn tình dục mà từ lâu cũng chẳng không muốn nữa, không đầy chưa xuống nữa. Anh kết hôn từ năm nào ạ? Nói xong là năm 89 kìa. Từ năm 89 đúng không ạ? Và năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? 55 tuổi. 55 tuổi. Và vấn đề sức khỏe tình dục của anh bây giờ như thế nào ạ? À vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tức là nhiều khi là mình cũng có ham muốn, tuy nhiên thì bộ phận sinh dục của mình lại không cương được đúng không ạ? Và rất là khó khăn trong cái việc quan hệ tình dục với vợ. Dạ vâng. Có bệnh tiểu đường nữa phải không? À vâng, anh lại thêm bệnh tiểu đường nữa. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chúng tôi trong phòng thu sẽ tư vấn sức khỏe cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Anh có nói rằng là anh bị bệnh tiểu đường. Và dạ. Bao nhiêu lâu rồi anh? 5, 6 năm rồi. Năm 12 trời. Năm 12 có nghĩa rằng là 7 năm đã rồi. Nhỉ? Yeah. Vâng. Và năm nay thì mình 55 tuổi. Bệnh tiểu đường. Vâng. Và có phải uống thuốc không? Uống thuốc bình thường, uống thuốc ngày 2 viên. À, uống thuốc ngày 2 viên. Và bây giờ có một cái băn khoăn lo lắng rằng là cái cuộc sống vợ chồng ấy ạ, thì nó bị ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đấy chính là do mình. Cứ hay nói đùa là trên bảo dưới không nghe ấy, đúng không ạ? Và nó đứng dậy đi mà nó chả chịu đứng gì cả, đúng không ạ? Vâng. Thế mà không đứng hoàn toàn à? Hay là cũng lúc nọ lúc kia? Tức là nó cũng có nhúc nhích động đậy một tí. Nhưng mà thì tí thôi xong là nó xỉu luôn á, đúng không ạ? Thế thì trong 2 năm vừa rồi mình cũng cứ chấp nhận như thế, chị, mình có đi khám đâu không? Không đi khám rồi. Ôi sao không đi khám? Mong muốn như thế mà lại không đi khám, đúng không? Anh có nghiện rượu hay là thuốc lá? Không, bia thì nó lâu uống rồi, lâu thuốc phải uống. Rồi, còn rồi không nghiện, rồi thuốc lá cũng không? Thuốc lá, thuốc nào? Không, tôi hút tí teo hay là nghiện? Cũng nghiện thuốc lá. À, cũng nghiện thuốc lá đấy. Rồi thì cái thứ nhất là về lứa tuổi thì 55 tuổi để mà bảo là nó mãn dục thì cũng có người là đã bắt đầu có dấu hiệu của mãn dục rồi. Có người anh, thì anh bị anh nói là âm thì sáu năm đi làm kìa. Các ông nhận tin đó. Anh đã đình sản rồi gì ạ? À, 6 năm đi làm kìa. À, đình sản năm 95. Vâng. Thế thì chưa nói đến cái chuyện đình sản vội mà ở cái tuổi 55 là cái tuổi mà sức khỏe, người ta gọi là sức khỏe sinh sản, hay cụ thể hơn là sức khỏe tình dục, là nó đã bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn nó gọi là mãn rồi, nó thưa thớt đi rồi. Và tất nhiên rằng là có những người thì vẫn cứ còn sung sức, và cái việc mà quyết định là nó như thế nào thì cái sức khỏe tổng thể của bản thân nó cũng quyết định khá nhiều cho đến cái sức khỏe tình dục. Anh thì là 55 tuổi, bị bệnh tiểu đường 7-8 năm rồi, và cũng dùng thuốc một ngày, thuốc tiểu đường ấy, một ngày 2 viên. Và những cái người mà bị bệnh tiểu đường ấy ạ, thì và lại dùng thuốc, do ảnh hưởng của thuốc nữa nó cộng vào thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe tình dục. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là mình lại rất là nghiện thuốc lá, thì bản thân cái thuốc lá nó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục nhá. Thì mình có hai cái yếu tố
mà nó cộng với tuổi tác, rồi cái mà đình sản mà anh có nhấn mạnh đến ấy, thì nó không phải là yếu tố tham gia nhiều trong cái chuyện mãn dục của anh đâu nhá. Bây giờ thì cái chuyện mà trên bảo dưới không nghe ấy, nó diễn ra 2 năm rồi, thì bây giờ anh mong muốn gì ạ? Anh mong muốn là người ta có cái gì mà cửa thiện để mà là vợ chồng quan hệ như vậy. Rồi. Trời gắn báo nhà. Đúng rồi ạ. Nó cũng là một trong những cái yếu tố mà nó đảm bảo hạnh phúc gia đình đúng không? Thôi thì mình chấp nhận rằng là mình chẳng có ham muốn, rồi mình cũng không cũng được. Tuy nhiên rằng là mình cũng đã nghĩ đến vợ đúng không ạ? Có thể vợ vẫn cứ còn muốn chiều vợ. Thì cái việc mà để đạt được cái mục đích đó ấy, một cách tốt nhất là anh đi khám nam học, và người ta sẽ tìm hiểu được là cái mức độ mà nó gọi là rối loạn cái sự cương dương của anh ấy nó như thế nào, để người ta có cái thuốc người ta hỗ trợ cho anh nhá. Đấy là cái cách mà tốt nhất, là nhờ có khám, có chẩn đoán, có các chuyên gia y tế, người ta tìm nguyên nhân nào để cái mà anh bảo rằng là nó có lên, nó có động đậy, nó có nhúc nhác, nhưng mà bây giờ là nó không chịu thẳng đứng lên, cho nên nó chẳng làm được cái gì cả, thì bây giờ hỗ trợ cho để mà có thể giải quyết được cái khâu mà anh nói rằng để giữ cái hạnh phúc gia đình nhé. Vâng, xin được cảm ơn sự tham gia tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta lại cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Hồi trước em yêu một người chị. Vâng. Bây giờ là người đó là cái người mấy, em biết làm kiểu gì, em nên quay lại, nhưng mà em muốn chia tay cho cô ấy, nhưng mà cô ấy không chịu. Vâng. Và yêu cả hai người, bây giờ em muốn cửa sổ tư vấn cho em là không biết em có nên dừng lại hay nên chấm dứt. Vâng. Các bạn yêu nhau được lâu chưa? Yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Yêu nhau hơn 2 năm và bây giờ thì cô ấy và bạn đã chia tay đúng không? Tuy nhiên thì bạn chưa. Rất là muốn. À, tức là trong lúc yêu bạn thì cô lại yêu thêm một người nữa. Vâng. À, vâng, và bây giờ bạn cũng rất là bối rối, rất là buồn, không hiểu là tình cảm của cô gái dành cho mình như thế nào đúng không? Vâng. Vâng. À, chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của cửa sổ tình yêu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời chị. Vâng, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em nói là hiện giờ cô đấy có người yêu mới. Thì cái việc mà cô có người yêu mới này là em cũng biết hay là cô ấy từ chối? Em cũng biết ạ chị. À, em cũng biết, và tức là cái chuyện coi như công khai giữa hai người đấy. Vâng. Ờ. Nhưng mà em rời chia tay cô ấy là không chịu chị. Ờ. Cũng biết em nên chấm dứt thôi. Em có biết điều gì khiến cho cô ấy lại muốn cùng một lúc có hai người không? Em hỏi thì mà em chỉ chơi qua thôi ạ. À, tức là em cũng đã hỏi cô ấy rồi. Thì cô ấy trả lời là đấy là cô ấy quen biết cái người kia thôi, chứ không phải là cô ấy yêu. Còn yêu là cô ấy yêu em cơ. Vậy thì em có tin vào cái điều ấy không? Em không tin. Em không tin. Em có thể nói cụ thể hơn cho chị biết là điều gì khiến em không tin? Và em nghĩ rằng là đấy chính là người yêu của cô ấy. Vâng, em nghĩ đó chính là người yêu của cô đấy ạ. Nhưng nó phải có những cái dấu hiệu rất là cụ thể chứ. Những cái sự kiện nào đó em đã nhìn thấy, em nghe thấy chẳng hạn. Kiểu cô ấy cũng đi làm ấy, người đó cũng đón đưa. À, xong đi làm trước xong. Người cũng đón đưa. Rồi, tức là cô đấy thì được người đó đón đưa đi làm. Vậy thì khi mà cô đi làm thì em có dành thời gian để đón đưa cô ấy không? Có lúc thì có công việc em nó vẫn không đưa đón được cô ấy. À, hiện tại thì hai em có ở gần nhau không em? Cách chỗ cái người yêu em làm là 20 cây rồi chứ. À, 20 cây, tức là về khoảng cách cũng khó để cho mình có thể là thường xuyên gặp mặt hoặc là đưa đón nhau đi làm. Mình bao nhiêu lâu thì mình gặp nhau được một lần hả em? Có khi 2-3 ngày, có khi 1 tuần á. 2-3 ngày hoặc là 1 tuần. Nhưng mà thế này, ở thì ở xa như thế thì sao em lại biết được là hàng ngày anh ấy đón đưa cô ta được? Chứ em đi làm xong em bắt gặp đi đón đưa, kiểu em cũng không tin mà.
chị ấy không yêu rồi. À, tức là em cũng đã bắt gặp này. Thế và yeah. em cũng đầu tiên thì em cũng không tin. Thế nhưng mà về sau thì em hỏi ai mà biết là chị có người yêu rồi? Ở thằng bạn em cũng làm ở cùng phố ấy. À, rồi. Tức là hiện tại bây giờ thì về phía em khẳng định rằng cô ta đã yêu một người mới. Nhưng mà cô người yêu của em thì nói rằng là không, đấy chỉ là một người bạn thôi. Còn em là em vẫn yêu anh và em vẫn muốn giữ tình cảm với anh. Ờ, thế về phía em thì em còn yêu cô ấy không? Có chị, nhưng mà không biết em sẽ đang bồi dối. Ở đó, đấy. Thế thì, thế này nhá, mình thì vẫn yêu người ta và mình rất là muốn là có được cái tình yêu này. Và cô đấy thì cũng vẫn khẳng định rằng là cô đấy yêu mình thôi. Chứ còn cái người kia thì chẳng qua chỉ là bạn bè. Thế như thế chị thấy rằng là nó có nhiều những cái mà nó gọi là lợi thế về phía mình rồi. Chứ còn nếu ví dụ như là mình yêu người ta chết thì được ý. Nhưng mà người ta lại nói rằng là thôi bây giờ em sẽ coi anh như là anh trai này vân vân nọ kia. Thì lúc bấy giờ nó sẽ rất là khó. Chị nghĩ là em sẽ phải tìm hiểu thêm một chút. Bởi vì cái mối quan hệ bạn bè, thậm chí là người ta có thể là giúp nhau trong cái chuyện cùng đi làm, nó cũng nhiều khi nó rất là vô tư. Thế nhưng mà em sẽ phải xem cô đấy quan tâm đến mình như thế nào. Những cái khi mà mình không về được thì hai người có trò chuyện qua những cái phương tiện như là nhắn tin hay gọi điện không. Thế rồi nếu mình về được, mình đến thăm thì thái độ của cô ấy đối với mình như thế nào. Tất cả những cái đó bằng cái sự nhạy cảm của người con trai, em có thể biết được là cô đấy còn dành tình cảm cho mình hay không. Em ạ, nhá. Thế thì em phải qua tất cả những cái điều đấy em mới biết là còn tình cảm hay không. Và nếu đến một lúc mà em đã thấy rằng thực ra là không còn tình cảm nữa, thì việc em có thể dừng hay tiếp tục mối quan hệ này là do quyền quyết định ở em ạ. Rồi, chị chúc em sẽ có quyết định sáng suốt. Chị chào em. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình Cửa sổ tình yêu. Cũng xin chúc bạn sẽ gặp may mắn trong mùa xuân mới này nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Em cảm ơn Cửa sổ tình yêu ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn một lần nữa ạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại của một thính giả gọi điện từ Nha Trang ạ. Quen họ nó mau về, bây giờ khoảng 5 phút vô lại. Dạ. Cái thắc mắc của mình là bây giờ làm sao quan hệ nó mau ra thế, đúng không ạ? Cái mau tính theo thời gian là bao nhiêu? Nó khoảng 5 phút rồi. À, tức là chỉ được khoảng 5 phút. À. Thì là mình muốn kéo dài hơn thì nó đã ra mất rồi và không làm gì được nữa. Cái hiện tượng này thì nó cái mau ra này nó kéo dài lâu chưa? Nó khác với trước ấy, khoảng bao nhiêu lâu rồi? Là bao nhiêu lâu rồi? Nó hồi giờ gì á? Là khoảng bao nhiêu tháng hoặc là tính đến năm? Cũng mấy năm nay rồi. À, mấy năm nay rồi là nó cứ mau ra và nó được khoảng 5 phút đúng không ạ? À, đúng thế, đúng. Thế trước đấy thì được mấy? Mấy phút? Thì trước thì nó cũng khoảng có 15 phút, 20 phút. À, khoảng 15 đến 20 phút. Nhưng mà cái tính phút ấy thì là tính từ lúc nào? Tính từ lúc bắt đầu nằm cạnh nhau hay là tính từ lúc mà cái thằng nhỏ ấy nó cựa quậy? Tính lúc bắt đầu ấy. À, tính từ lúc bắt đầu nằm cạnh nhau ấy hả? À. À, thế thì thế bây giờ mà chỉ được 5 phút ấy thì là cũng tính từ lúc mà nằm cạnh nhau hay là tính lúc từ lúc mà, bắt đầu cựa quậy? Lúc mà bắt đầu hai đứa cựa quậy. À, ngày trước thì được 15 đến 20 phút là tính từ lúc mà hai vợ chồng nằm cạnh nhau, đúng không? Thời gian nó dài. Nhưng mà bây giờ thì không biết là hai vợ chồng nằm cạnh nhau lúc nào. Khi cái cảm xúc lúc mà 58 tuổi đấy rồi, nó đúng không? Nó không còn lãng mạn như ngày xưa nữa, là lên giường rồi còn nằm thủ thỉ vân vân, nhiều chuyện để chia sẻ. Mà bây giờ lên giường nằm thì không để ý. Nhưng mà rõ ràng từ cái lúc mà bắt đầu ấy, xong là cái thằng nhỏ của mình nó cựa quậy ấy, và chỉ được 5 phút thôi thì nó đã thôi rồi,
đúng không? Lúc mà bắt đầu, lúc mà quen hở, lúc mà quen hở. Lúc quan hệ, tức là cái lúc mà cái thằng nhỏ nó đã sẵn sàng rồi đúng không? Thế là hai bên gặp nhau đúng không? Mình cho thằng nhỏ nhà mình gặp cái con bé nhà kia, con bé của vợ mình đúng không? Thì nó chỉ được 5 phút thôi. Ui, được 5 phút mà ở lứa tuổi 58 là cũng được ấy chứ. Cái việc mong muốn kéo dài hơn thì chắc là nam giới nào cũng mong thôi. Tuy nhiên mình cũng lại phải xem lại cái lứa tuổi của mình là cái thứ nhất. Nó cũng đã bắt đầu sang bên kia rồi, đúng không? Bắt đầu thôi. Cái thứ hai nữa là cái sức khỏe chung của mình ấy thì nó có giảm sút không? Nói chung ở tuổi này nó cũng lại là bắt đầu ở cái tuổi mà sức khỏe chung nó xuống. Và khi mà cái sức khỏe chung nó xuống thì nó kéo theo cái nhu cầu tình dục và cái chất lượng hay là cái khoảng thời gian để mà mình hoạt động được nó như cái hồi trai trẻ là nó cũng không được đâu. Thế vợ thì có thắc mắc gì ở cái chuyện là ôi chỉ được 5 phút hay vợ bảo ôi may quá xong rồi? Nó không thắc mắc gì đó. Hỏi nó cảm giác anh thích không? Nó thích. Cảm giác thích không? Vợ thích rồi. Thế thì 5 phút thì cảm giác của anh có thích không? Thấy hài lòng chưa? Thích. Thế cả hai bên cũng thích thì là ok rồi, đúng không? Và mong muốn là nó duy trì cứ được 5 phút và một tháng khoảng chục lần. Và hy vọng rằng năm tới và năm tới nữa nó cứ duy trì được như thế này. Anh thích, chị thích thì là đã tuyệt vời lắm rồi. Và muốn giữ được cái tuyệt vời đấy thì mình phải giữ sức khỏe chung nhá. Giảm bớt. Không biết là có uống rượu, thuốc lá không? Không. Thế thì không uống mà chỉ có cà phê, thuốc rồi. Cà phê, rượu không uống nhưng mà cà phê là đi kèm với thuốc. Thế thì cái thuốc lá cũng giảm đi bởi vì cái thuốc lá nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe tình dục. Nhá. Và có thể lúc trẻ thì nó chưa thể hiện ra cái ảnh hưởng của nó nhiều. Nhưng bây giờ mình bắt đầu có tuổi thì là nó lại thành vấn đề là ảnh hưởng mà mình đang mong muốn là cái sức khỏe kia của mình nó cường tráng cơ. Vậy thì mình phải bỏ bớt những cái mà nó ảnh hưởng đến cái chuyện sức khỏe đó đi thì hy vọng rằng là nó sẽ theo được như ý muốn của anh nhé. Vâng, và tôi cũng thấy rằng anh chị cũng có một cuộc sống rất là tuyệt vời, rất là hòa hợp đấy ạ. Chúc anh cũng sẽ giữ được phong độ như thế này ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình nhé. Cảm ơn chương trình của ông chị. Dạ vâng, xin được chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Em với người yêu của em là trong ông bằng. Bây giờ bố mẹ điều gì ngăn cản em chị ơi. Hai bạn yêu nhau lâu chưa? 2 năm nay rồi. 2 năm hả? Rồi, 2 năm nay rồi. Yêu hơn 2 năm và bây giờ thì gia đình ngăn cản. Gia đình của bạn ngăn cản hay gia đình bạn gái thế? Gia đình bạn gái. Vâng. Rất là buồn, hai bạn thì yêu nhau tuy nhiên thì là gặp phải cái sự cản trở từ phía gia đình. Chị Nguyễn Thị Mùi ạ, xin mời chị tư vấn cho bạn ở Bình Dương ạ. Vâng, chị chào em. Dạ, em chào chị. Thật sự là khi mà mình yêu nhau như vậy mà bố mẹ ngăn cản thì rất buồn. Dạ. Và cũng băn khoăn không biết là sẽ tiếp tục như thế nào đây. Khi bố mẹ mà ngăn cản như thế thì người yêu em nói với em như thế nào? Cái suy nghĩ của bạn ấy ra sao? Hai đứa em thì cương quyết là chia ly với nhau. Bố mẹ thì không chịu. Nhưng mà hai đứa em này chung ông bà ngoại. Em có nói đến ông bà ngoại có nghĩa là ai em nhỉ? Em với người yêu của em là chung nhau ông bà ngoại. Các em là chung nhau ông bà ngoại. Cho nên là bố mẹ không đồng ý. Đúng rồi. Chung nhau ông bà ngoại có nghĩa là em thì là con của người chị và người yêu em là con của người em. Người em à? Của dì. Như thế thì cái mức độ là rất là gần đấy em ạ. Nhá. Thế về mặt luật hôn nhân ấy thì như thế là các em mới là đời thứ ba thôi. Thế mà luật hôn nhân thì nói là không kết hôn đúng không?
trong vòng 3 đời mà. Vì vậy thì bố mẹ cũng là căn cứ vào, ở đây là cả vấn đề về mặt pháp luật và nó là cả những vấn đề về mặt văn hóa, về mặt đạo đức. Thế hai anh em thì khi bé là lớn lên cùng nhau à, hay là không lớn lên cùng nhau rồi vô tình biết nhau? Lớn lên cũng lớn lên cũng biết nhau, mới quen biết nhau thôi. À, tức là không lớn lên cùng nhau và gần đây mới biết nhau thôi. Đúng rồi, không, mỗi người ở một nơi mà. Mỗi người ở một nơi mà. Và đến khi yêu nhau hơn 2 năm rồi thì bắt đầu mới đưa về ra mắt gia đình, thì lúc bấy giờ mới biết là có họ với nhau. Đúng rồi. Đó. Thì em nói này, em thấy hoàn cảnh của em thấy hoàn cảnh của ấy quay nó luôn, cái hoàn cảnh của nó không được như mình, không được may mắn như người ta, thì em cảm thấy thương hoàn cảnh của cô ấy. Em có thể rất thương hoàn cảnh của cô bé đấy. Và cũng có thể dưới góc độ của một người nam giới với cả một anh con trai với một cô con gái là mình nảy sinh tình yêu em ạ. Thế nhưng mà đến cái khi mà mình chưa biết nhau thì mình nhìn nhau là nó rất đơn giản thôi. Đấy là một cô bạn gái, đây là một anh bạn trai và mình nảy sinh những cái tình cảm. Nhưng mà đến khi mà mình đã biết rồi thì khi đó là mình sẽ lại phải đặt cái tình yêu của mình trong một cái mối quan hệ. Nó khác đi rồi, nó không còn là trong mối quan hệ của một cái chàng trai cô gái bình thường nữa, mà không có mối quan hệ nào nữa cả. Bọn em thì cũng quá mức rồi, quan hệ tình dục với nhau rồi, ngủ với nhau như thế rồi. Đấy là cái việc mà thật sự là nó hơi tiếc một chút. Thông thường thì các gia đình có thể không ở gần nhau, thế nhưng mà chị thấy là mọi người cũng rất hay kể về họ hàng của mình. Đấy, ví dụ như con có cậu này, con có gì kia, rồi gì đấy, có thể là sẽ có em này, em nọ. Mình không được gặp nhau trực tiếp đâu, nhưng mà mình cũng hình dung ra về con cái. Thế rồi đôi khi là có thể xem ảnh gia đình của cậu hay là của dì hay của bác để mà biết nhau một chút. Thế nhưng mà trong trường hợp của các em thì cũng có thể do gia đình vì một cái lý do nào đó chị không rõ, nhưng mà đã chưa giới thiệu cho các em, vì thế là các em không biết nhau. Và khi các em gặp nhau thì thật sự như là hai người xa lạ, chỉ là một chàng trai và một cô gái mới lớn lên thôi. Thì mình có tình cảm với nhau rồi, mình thậm chí là mình có thể trong tình yêu thì mình đã trao gửi cho nhau tất cả rồi. Thế nhưng mà từ chỗ đấy đến chỗ là có tiếp tục nữa hay không, và có tiến đến một mối quan hệ chính thức là hôn nhân hay không, thì nó lại phải căn cứ vào những cái vấn đề về gia đình, rồi là những cái thuộc về pháp luật nữa. Thật là tiếc cho mối tình của các em khi mà mình đã gặp nhau trong một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà đến bây giờ mình lại biết là mình là anh em với nhau mất rồi. Bây giờ em muốn bỏ cô ấy, em rất buồn. Buồn chứ, thật sự là rất buồn, và chị nghĩ là cô đấy cũng rất là buồn. Không biết là em có biết cái tích hòn vọng phu không? Em chưa hiểu mấy. Cái tích hòn vọng phu đó là cái chuyện là có một cái gia đình nhà nọ có hai người con, một người con trai và một người con gái. Người con trai là anh và người con gái là em. Thế thì cái hồi bé đấy là anh em ở nhà trông nhau, cha mẹ bận rộn quá đi làm. Thế thì không biết là đùa nghịch như thế nào đó mà là cuối cùng thì người anh làm cho con dao vào trong đầu người em và chảy rất nhiều máu, là người anh sợ quá thì bỏ đi biệt tích. Thế và may là cô em không chết và sau đó thì là lại được cứu chữa. Thế rồi cuộc sống nó xô dạt như thế nào đó mà cho đến cái tuổi thanh niên, tức là 15, 17, 20 năm sau họ mới gặp lại nhau. Thì họ đã thay đổi rất là nhiều và họ yêu thương nhau và họ lấy nhau. Thì đã có một đứa con rồi em ạ. Thế thì đến khi mà có một cái buổi nào đó, người chồng không ra khơi, người chồng ở nhà và bắt đầu mới ngồi mới vạch đầu vợ ra đấy khách. Cũng có thể ngày xưa cũng hay bắt cháy giận cho nhau hoặc là ngồi chơi thôi, và đã phát hiện một cái vết sẹo rất là to. Thì hỏi chuyện ra thì mới biết đấy là đã bị anh chém phải đầu này. Rồi hỏi quê, hỏi quán vân vân. Và khi mà biết chuyện một cái thì người anh lặng người đi, vì không ngờ là đã lấy chính phải em gái của mình.
Sau đó thì khi xuống thuyền đi và đi biệt tích luôn, không về nữa, thì người em là ở nhà, tức là người vợ đấy, thì cứ chờ đợi mãi và cùng mang con với con đứng ở bên bờ biển và đã hóa đá để trở thành hòn vọng phu. Vọng phu là trông ngóng chờ đợi người chồng ấy. Thì nó cũng nói lên những cái nó cũng rất là éo le ở trong cuộc sống em ạ. Đôi khi nó là như thế. Thì chị cũng rất chia sẻ cái trường hợp của các em là cũng do những cái điều kiện mình xa cách giữa gia đình nhà này nhà kia, mà rồi mình không có được thông tin nên là thế thì nó chưa đến cái mức để mà cuối cùng là lại phải đi biệt tích như thế, nhưng mà có lẽ là rất buồn cả hai em, nhưng mình cũng đành phải dừng lại nhỉ. Em bây giờ em không biết, nhưng mà em cũng thấy buồn bã lắm chị ơi. Em thấy rất buồn thì điều này không thể tránh khỏi. Nhưng cái buồn này nó có mãi mãi hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào sự chấp nhận của em hay là không. Khi mà em chưa chấp nhận mà em cứ nghĩ là ôi tại sao nó lại là như thế thì em sẽ buồn mãi. Nhưng mà khi mà em có thể nghĩ được là như thế này, đây là một sự không may. Không may là do mình vô tình, mình yêu phải người em của mình. Không may là mình đã không biết thông tin. Và cái may ở đây chính là cho đến khi mà mình cũng đã chưa đi những cái bước nó còn xa hơn, ví dụ lập gia đình rồi có con có cái em ạ. Tất nhiên là các em thì khi yêu nhau thì cũng đã có những cái rất gắn bó rồi. Thế nhưng mà bây giờ trong một cái tình thế mà mình không thể tiếp tục được nữa thì mình chấp nhận nó như là một cái điều mà không thể khác. Thì chị hy vọng cùng với thời gian có thể nó sẽ nguôi ngoai dần. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Hôm trước em có hỏi là em bị tổn thương huyết hoa đó. Mà em mang thai được hơn 6 tháng rồi. Em hỏi là cái cách nào để hết tổn mũi không, mà bị cảm như vậy có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ạ? Vâng, đúng là thời tiết mùa đông đợt này thì rất là nhiều người bị bệnh về đường hô hấp đấy ạ. Và bạn thì lại đang có thai đúng không ạ? Và rất là lo lắng cho sức khỏe của mình. Bác sĩ Phú Minh Phượng sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng ạ. Bây giờ thai của em là trên 6 tháng rồi, đúng không? Vâng ạ. Thế thì theo cái phản xạ thì rất là sợ khi mà mang thai mình lại bị cảm cúm, đúng không? Vâng, ho sổ mũi là người ta cứ gắn với cảm cúm. Đúng. Và rồi cái tác nhân gây cảm cúm ấy thì là thường là virus. Cho nên rằng là nó có thể ảnh hưởng sang cái thai. Thì đấy là một cái tư duy nó logic nhưng rất là may. Thì cái tình trạng này lại diễn ra ở trong 3 tháng đầu ấy. Thì 3 cái tháng mà hình thành các cái tổ chức cơ quan ở trong em bé ấy, thì nó có thể để lại những cái khiếm khuyết. Nhưng rất là may thì thai của em bây giờ là trên 6 tháng rồi. Vì vậy cái ảnh hưởng mà sổ mũi này, ho này, cứ cho rằng là đấy là một cái tác nhân gây bệnh, nó là virus đi, thì cái việc mà ảnh hưởng sang cái thai là nó rất ít. Tuy nhiên rằng nói như thế cũng không có nghĩa rằng mình cứ ho rồi mình cứ sổ mũi, bởi vì sức khỏe của mẹ mà không tốt thì là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con, đúng không? Thì bây giờ đối diện với chuyện ho mũi vào cái thời tiết này này thì em là người mà phụ nữ mang thai là cái hệ miễn dịch là nó cũng bị giảm ấy. Đó, cho nên nó rất dễ bị ho hoặc là lạnh hoặc là sổ mũi. Vì vậy mình biết được cái đặc điểm đấy thì mình phải cẩn thận hơn. Ví dụ như là phải khẩu trang này, rồi là những cái lúc mà lạnh hay cái gì đấy mình giữ ấm cổ, giữ ấm ngực này. Và bây giờ đấy là để đề phòng. Nhưng bây giờ ho và sổ mũi rồi, và nếu em thấy rằng nó là do thời tiết thì mình phải chăm sóc. Ví dụ như là mình hạn chế dùng kháng sinh nếu nó chưa nặng, thì mình ngậm các cái thuốc ho thông thường, hay là cái chanh, không biết thường mỗi nhà đều có, nhiều nhà đều có cái chanh ngâm mật ong ấy. Hoặc là bây giờ em ngậm cái đấy và đỡ không đấy, mấy nữa rồi. Đấy. Thế còn cái sổ mũi mình mua cái nước muối sinh lý ấy, mình nhỏ mũi để cho nó giữ cho mũi, nó từ cái sổ mũi nó không bị nhiễm thì nó không viêm nặng.
Và từ cái ho sổ mũi nó có thể là viêm đường hô hấp trên thì nó chỉ dừng ở đấy và nó khỏi. Chứ nó đừng tiến triển xuống là viêm đường hô hấp dưới, tức là nó vào khí quản, phế quản và có thể vào phổi. Đó, và lúc đấy thì cái việc điều trị phải dùng kháng sinh ấy thì nó rất hại cho mẹ và cả cho em bé nữa. Nhá, tóm lại thì sức khỏe của mình khi mang thai, thai càng lớn thì mẹ càng mệt. Và mình phải có chế độ ăn uống để mà nâng cao sức khỏe, để chống đỡ với bệnh tật. Ngoài ra là phải chú ý phòng bệnh, những cái bệnh về mùa đông này này. Nhá, để không ho, không sổ mũi. Và nếu có ho sổ mũi thì điều trị bằng những cái cách thông thường, triệt để ngay đi, đừng để nó nặng quá thì lúc đấy nó ảnh hưởng nhiều em nhé. Vâng. Chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Và sẽ báo tin vui về cho cửa sổ tình yêu mẹ tròn con vuông ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Vâng, chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội ạ. Vợ em đi ngoại tình, em đang quyết định mà đi dị mà khó xử quá chị ạ. Vâng, rất là khó xử và rất là buồn đúng không ạ? Xin chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời chị. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Vợ em đi ngoại tình. Cái điều này em biết đã lâu chưa? Em mới biết được ít ngày. Mới biết ít ngày. Thế vợ chồng thì lấy nhau bao nhiêu năm rồi em? Cũng được chục năm rồi chị ạ. Mấy cháu rồi? Em được 2 cháu rồi. À, có 2 cháu rồi. Mới biết ít ngày như thế thì có thể thấy là hiện tại mình đang ở trong một cái trạng thái cũng rất là sốc đấy. Vâng, rất sốc. Rất sốc, không thể hình dung được. Và khi mình đương rất sốc như thế này thì việc mà đưa ra một cái quyết định nào ngay ấy, có lẽ nó cũng gọi là thật chính xác và nó hợp lý hay không ý, thì chị sợ là nó cũng chưa thật là hợp lý. Tuy nhiên là mình cũng có thể nói trò chuyện với nhau về cái điều đấy nhỉ. Em biết cái việc vợ ngoại tình là qua ai hay là chính bản thân mình? Chính vợ khai. Nhưng mà nó phải có một cái hoàn cảnh nào đấy chứ thì vâng, vợ mới khai chứ. Có lần thì mình thấy đi làm về muộn thì mình điều tra thì bắt thì khai ra. Thì cái mức độ của nó như thế nào rồi mà bà mình đã nghĩ đến một cái quyết định là chia tay? Mức độ thì cũng sâu xa rồi. Mức độ sâu xa rồi. Nhưng mà khi mà vợ như em nói là đã khai ra này, đã thú nhận đấy, thì em thấy cái thái độ của cô ấy như thế nào? Thái độ thì bây giờ cứ khóc lóc van xin thôi chị ạ. Khóc lóc van xin. Và khi mà cô ấy khóc lóc van xin như thế là mình có thể hình dung là cô ấy thật sự không muốn mất gia đình. Vâng, đúng rồi. Cô không muốn mất gia đình. Em nói qua một chút về cái hoàn cảnh của em được không? Các em lấy nhau từ khi nào này rồi vân vân đấy. Em lấy nhau được cũng được 10 năm rồi chị ạ. Rồi, được 10 năm. Có 2 con này. Vâng. Thế rồi cuộc sống gia đình thì như thế nào từ lúc lấy nhau ấy? Thì cũng lao động vất vả bình thường thôi chị ạ. Lao động vất vả rồi, ai cũng vất vả. Để mà nuôi con. Thế nhưng mà chị ở đây ý chị muốn nói là cái quan hệ vợ chồng ấy, mình vui vẻ không hay là có quan hệ vẫn vui vẻ, chỉ có mỗi một lần em chửi thế mà nó đi thôi. Chỉ có mỗi một lần chửi là đi. Hôm em chửi còn phạm tệ bậy bạ quá. Điều gì mà lại phải chửi vợ thế, có cái sự kiện gì ấy? Thì cũng về cái chuyện gia đình thì nhiều khi đàn ông cũng nóng tính chị biết rồi, nhiều khi thì cũng không kìm chế được thì cũng buột mồm nói lên liên thiên. Lúc ấy cô uống rượu không? Không, cũng bình thường. Không uống rượu thì nó được. Nóng vậy rồi, tính thì nó nóng vậy. Đàn ông thì cũng hay nói là mình nóng rồi nóng rồi lại thôi. Nhưng mà không hình dung được là những cái câu nói của mình có thể là nó làm tổn thương người đàn ông rất là ghê gớm. Đấy. Thế và khi bị tổn thương như thế, tại sao chị hỏi cái gọi là cuộc sống chung bình thường ấy? Là bởi vì cũng có thể một lần mình cáu rồi mình nói câu này câu kia, nhưng nếu trên nền của cả một cái cuộc sống chung mà nó cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc ấy, thì có thể
là cái tổn thương ấy nó sẽ rất khác với cái việc là bình thường như thế này. Cũng có thể là vợ em có những cái nỗi buồn hay những cái trăn trở gì đấy. Và đến khi mà bị em mắng hay chửi. Có một lần chửi, do đó nó đi bạn bè liên hoan kiểu say, người ta lợi dụng luôn. Thế là từ ngày đấy người ta sẽ ép thôi. À, dọa rồi, ép rồi. À, thế thì ở đây nó lại không phải là theo cái cách nó gọi là ngoại tình như cái kiểu cuộc sống nó bình thường nhưng rồi thế này thế kia thay lòng đổi dạ em ạ. Mà ép rồi dần dần nó thành quen ấy. Dần dần thành quen. Em nói là thành quen hay là vợ em nói với em như vậy? Bây giờ thì em nói thật với chị, đi ngoại tình thì ai người ta kể ra tất cho mình nghe, người ta thường thường phải giấu đi. Nhưng mà cái suy diễn đôi khi nó cũng lại có những cái mà nó làm cho cái nó gọi là suy nghĩ của mình nó không nói được. Tóm lại là em kể chị nghe là nó như là tầm độ khoảng gần một tháng rồi là em không còn cảm tình nữa. Cảm thấy cũng rất là chán rồi, nhìn thấy đã ghét rồi thật. Thì vợ có một cái gọi là một cái sai lầm đi, kể cả là uống rượu mà không giữ được mình ý, rồi để người ta lợi dụng thì cái đấy cũng được xem như một sai lầm chứ. Ở đây chị với em nói với nhau, chị không có ý nói rằng là ôi cái việc mà cô ấy bị sai lầm như thế là cô ấy bị lợi dụng như thế chả có gì là sai. Nó là một sự không cảnh giác, nếu gọi là như thế. Bởi vì khi mà mình uống rượu với một người đàn ông, với một người này, người kia, một cái cách người ta nói năng rồi vân vân, nhưng có thể là do cũng vui rồi, ở trong những cái mối quan hệ công việc này nọ, đôi khi mình không để ý hết được. Thì nó như là một cái sự sai lầm, như là một cái tai nạn. Nhưng mà nếu như mà sau đó cái người đàn ông ấy mà người ta đã lợi dụng vợ mình thì có thể một cái mà vợ em không tỉnh táo đó là không chia sẻ với một ai đó. Chia sẻ với chồng thì chắc là rất sợ rồi, đúng không? Nhưng mà chia sẻ với một ai đó để mà tìm ra một cái cách hợp lý để mà không bị cái người đàn ông kia người ta ép hay là người ta lợi dụng. Thì đấy là cái cách lựa chọn của bạn ý. Và để đến bây giờ, tức là đã bị lợi dụng một cái thời gian rồi và khiến cho tình cảm vợ chồng nó bị sứt mẻ. Mà bằng chứng hay là cái điều mà dễ nhận thấy nhất đó là em nhìn thấy vợ là em đã thấy không cảm tình rồi, em chán rồi. Chị chia sẻ với em cái điều đấy, làm sao mà lại thấy vui rồi không có điều gì xảy ra khi biết là vợ mình đang bị một người đàn ông khác lợi dụng em, đúng không? Cái điều đấy là rất khổ tâm. Tuy nhiên thì ở đây cái mà mình sẽ phải suy nghĩ tiếp đó là mình bực thật, mình giận thật, thậm chí là mình chán ghét, nhưng mà sẽ tiếp tục như thế nào đây, thì cái đấy mình sẽ lại cân nhắc, cùng nhau cân nhắc. Thì em đã cân nhắc những gì rồi? Nói chung là bây giờ em chỉ cứ cân nhắc mỗi cái là nhiều khi cũng nghĩ về con cái gia đình thật, nhưng mà nằm với nhau mà cứ làm khổ nhau, không thích nhau nữa, thì em cũng thấy là đang muốn nhờ chị tư vấn là như thế cũng nên giải quyết giải thoát với nhau. Còn chứ bây giờ ở với nhau nhưng mất hết cảm tình rồi thì ở nó cũng khó thật. Em nói ở đây chị thấy cái suy nghĩ của em nó khá là rạch ròi rồi. Tức là nằm với nhau mà không yêu quý, mà ghét nhau thì đúng là rất khổ với nhau. Không nằm nhau. Cùng làm khổ nhau. Vợ em cũng rất khổ đấy, và em thì cũng rất là khổ. Và vì vậy cho nên là nếu mình đã quyết định giữ một cuộc hôn nhân thì mình rất hay nói đến con. Nhưng mà ở đây cái điều rất quan trọng chính là mình phải nghĩ đến hai vợ chồng. Có cả những đứa con, nhưng mà nếu không nghĩ đến những cảm xúc của chính mình thì sẽ lại làm khổ nhau. Vậy thì làm thế nào để hài hòa cái gọi là vừa nghĩ được đến con nhưng mà lại nghĩ được cho chính mình, tức là vợ chồng lại vẫn có thể là gọi là quay lại y như cũ, thì chị sợ rằng rất là khó. Nhưng mà ở những cái mức độ nào đó mà, thì trong trường hợp ấy nó sẽ là sự tha thứ và sự bỏ qua một trong hai người. Ví dụ nếu người chồng mà ngoại tình vẫn muốn tha thứ, nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ đến vẫn chán, có thể ngay lập tức thì rất khó em ạ, vì cái sự việc nó rất mới mà. Cho nên là làm sao để mà cho mình có thể ngay lập tức mình cái cảm xúc như ban nãy, thậm chí là mình còn cảm thấy sốc cơ mà
em ạ. Thì cái suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình để đến mức mà nó có thể gọi là thích ứng đấy với cái cảm xúc tiêu cực ấy thì nó cần có thời gian. Và tạm thời trong cái khoảng thời gian này thì mình chưa đưa ra quyết định gì vội. Mình sẽ cho người vợ của mình một cái quãng thời gian nào đó, và cũng cho chính mình một cái quãng thời gian để kiểm nghiệm lại, là xem cái tình cảm của hai vợ chồng có đủ lớn, đủ mạnh để níu giữ cái cuộc hôn nhân được không. Và em cũng để hàng tháng nữa chị ạ. Một tháng thì chưa phải là nhiều em ạ. Nhá. Vâng. Một tháng chưa nhiều, đấy là chị muốn nói, bởi vì nó là một vấn đề cũng khá lớn, một cái cảm xúc rất lớn để cho mình có thể quyết định được. Và thứ hai, em cũng phải đưa ra những cái điều rất là rõ ràng để người vợ có thể là hình dung và có những cái thay đổi để em có thể nhận ra một cách rất rõ, thì em mới đi đến quyết định bây được. Bây giờ thì cứ bảo là ly dị thì vợ cứ nài nỉ không đi. À thì rõ ràng là một người, người ta đương có một gia đình như thế này, có chồng, có hai con, mà một lúc nào đó do một cái sai sót mà người ta đã vô tình gọi là lỡ tay mà nó buông ra một tí, thì bây giờ là lúc mà người ta cần phải níu giữ chứ. Nhưng mà em có gọi là gìn giữ cuộc hôn nhân này không thì chính là thái độ của người vợ em. Thì ban nãy chỉ nói là sự chăm sóc chồng con này, rồi là cái việc là kiên quyết dứt bỏ với những cái người mà người ta đã có những cái quan hệ đối với vợ, cái đấy nó mới là nó ở nhà nó suốt ngày nó nằm nó buồn nó khóc nhìn lú cả người. À nếu như mà tốt nhất ý, thì vợ em phải là người được tư vấn nhá. Vợ em là người được tư vấn thì cô ấy mới biết rằng là cái việc mà nằm một chỗ mà khóc ý thì nó lại không giải quyết được vấn đề gì. Mà chính cô ấy phải thể hiện được là cô ấy là người sai lầm, thì phải đứng lên từ cái sai lầm đấy để làm cho người chồng thấy được rằng mình đã thành tâm hối cải và mình sẽ cố gắng để mà giữ được hạnh phúc gia đình nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được cách giải quyết tốt nhất cho chuyện tình cảm gia đình của mình nhé. Vâng, em chân thành cảm ơn chương trình. Vâng, xin được cảm ơn bạn ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được chào bạn. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ.